Xin chào quý các bạn, rất vui được chào đón quý các bạn đã trở lại kênh YouTube của Goro. Trước khi đi vào video, quý vị các bạn hãy cho kênh một like, share cũng như một đăng ký. Trong quá trình xem video, nếu có xuất hiện quảng cáo, mong quý vị các bạn hãy xem hoặc bấm vào quảng cáo để ủng hộ cho kênh. Xin cảm ơn. Hôm nay tôi sẽ đưa quý vị các bạn trở lại với dự án hầm chui Lê Văn Lương - Tố Hữu để xem tình hình giao thông hiện nay sau hơn 4 tháng thông xe như thế nào. Bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video. Hiện nay tôi đang lưu thông bên phía đường Lê Văn Lương theo hướng từ vành đai 3 về ngã tư Hoàng Minh Giám. Như quý vị và các bạn có thể nhìn thấy trên video, tình trạng ùn ứ cả đường bên trên và dưới hầm, tính từ đầu hầm kéo dài đến ngã tư Hoàng Minh Giám. Tình trạng này hay xảy ra vào giờ cao điểm kể từ khi thông xe đến nay. Do lưu lượng lưu thông từ các phía về nút giao ngã tư này khá đông và đặc biệt khi thông xe hầm chui thì các phương tiện đổ về ngã tư này càng nhanh, gây áp lực mạnh lên nút giao ngã tư này. Ngược lại, tại thời điểm ghi hình thì tình hình lưu thông theo chiều hướng ngược lại từ ngã tư Hoàng Minh Giám về vành đai 3 cũng như qua hầm sang Tố Hữu thì khá thư thớt. Ngoài ra, tại vị trí ngã tư Lê Văn Lương vành đai 3 Tố Hữu, sau khi thông hầm thì tình trạng giao thông khá thông thoáng, không còn tình trạng ùn tắc thường xuyên như trước kia. Các phương tiện lưu thông qua nút giao này đã khá thuận lợi. Tuy nhiên, hiện nay lại phát sinh điểm ùn tắc mới trên vành đai 3, kéo dài từ ngay sau nút giao ngã tư này đến ngã tư Đại lộ Thăng Long và hiện thì chưa thấy có giải pháp nào khả thi để cải thiện tình hình này. Để di chuyển được qua nút giao này thì như quý vị các bạn có thể nhìn thấy phải mất tầm khoảng từ 3 đến 5 phút. Phía bên đường như quý bạn đang nhìn thấy, hiện nay thì các phương tiện đang xếp dài để chờ di chuyển qua nút giao tại ngã tư Hoàng Minh Giám. Phía lưu thông bên đường từ ngã tư Hoàng Minh Giám đi về phía Tố Hữu thì ở dưới hầm như quý bạn đã nhìn thấy rất thông thoáng. Hầm chui Lê Văn Lương với vốn đầu tư là 700 tỷ đồng, hầm có kết cấu bê tông cốt thép, xây dựng trục theo hướng đường Lê Văn Lương. Tổng chiều dài hầm và gờ chắn hai đầu là 475 m. Trong đó thì hầm kín dài 95 m, hầm hở và gờ chắn dẫn vào mỗi bên là 190 m. Mặt cắt ngang gồm hai hầm riêng biệt, mỗi hầm rộng 7,75 m, gồm hai làn xe cơ giới, mỗi làn rộng 3,5 m. Phần hầm hở mỗi chiều rộng 7,75 m, phân cách hai chiều bằng giải phân cách rộng 1 m. Đơn vị thi công đã xén hè mở rộng đường Lê Văn Lương với chiều dài trên 300 m, xén hè mở rộng đường Tố Hữu khoảng 400 m. Sau gần 2 năm thi công thì đến ngày 5 tháng 10 năm 2022, hầm chui đã chính thức được thông xe. Như vậy, về tổng thể, việc xây dựng hầm chui đã giải quyết được tình trạng ùn tắc thường xuyên trên vành đai 3 cũng như tại các điểm đầu đường Tố Hữu Lê Văn Lương giao với vành đai 3 trước đây. Tuy nhiên thì hiện nay có một số điểm ùn tắc khác đang xảy ra. Mong rằng trong thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ sớm tìm được giải pháp phù hợp khắc phục tình trạng này. Sau khi hầm chui tại nút giao Lê Văn Lương Tố Hữu vành đai 3 đưa vào khai thác, cảnh quan tại nút giao này khang trang sạch sẽ hẳn lên. Cảm ơn quý các bạn đã đồng hành và theo dõi video thời gian này.
Nếu quý vị và bạn thấy video này có ích, xin hãy cho kênh một like, share để giúp lan tỏa thông tin đến được nhiều người hơn. Nếu quý vị và bạn cần góp ý chia sẻ, xin để lại bình luận phía bên dưới. Và đặc biệt, quý vị và các bạn nào chưa đăng ký, xin đừng quên bấm nút đăng ký để ủng hộ cho kênh. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.